Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển cái EC này để điều khiển tốc độ cái động cơ không trôi than này. Thì bình thường để điều khiển con EC này thì chúng ta thường sử dụng những cái mạch RX như thế này thông qua cái tay điều khiển TX, nên cái việc mà tự động hóa là rất chi là khó khăn. Thì để điều khiển được con EC này thì chúng ta cần tạo ra một xung vuông. Cái xung vuông này thì có cái độ rộng xung là 20 mili giây, tương với F sẽ là 1 chia cho 20 mili giây sẽ bằng là 50 hạt dẹt. Và cái độ rộng xung ạ nó sẽ dao động từ 1 cho đến 2 mili giây. Thì tương với tốc độ của động cơ, V sẽ đi từ 0 cho đến V max. 0 cho đến V max. Để tạo ra cái xung vuông này thì tôi sử dụng một cái pit develop sử dụng con vi điều khiển STM32 của ST và một cái biến trở này đều điều khiển thay đổi cái độ rộng xung này. Bây giờ tôi sẽ viết một cái đoạn cột tạo ra cái xung vuông này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nạp về chương trình cho con vi điều khiển. Sau khi đã nạp xong cái chương trình cho vi điều khiển thì tôi sẽ lắp cái phần cứng. Bây giờ tôi sẽ lắp cái động cơ không dây than này vào cái EC này. Còn đây là cái cấp nguồn cho cái động cơ. Đó, cái động cơ nó đã kêu. Còn đây là cái dây điều khiển EC. Thì con EC là thường nó có 3 dây này. Là hai dây này nó cấp nguồn này và một dây tín hiệu. Thì do cái bo mạch này của tôi là nó đã có nguồn rồi cho nên là tôi không cần cái dây dương, nên tôi chỉ cần cái dây âm để nó lấy tín hiệu thôi. Mấy dây âm thì tôi sẽ cắm vào mạch của bo này, còn dây điều khiển thì tôi sẽ cắm vào chân PA8 này. Chân này là tôi chân tạo ra cái xung xung vuông. Bây giờ tôi sẽ kẹp cái đầu oscillo vào chỗ cái chân tạo xung và cái mạt thì chúng vào chân mạt. Bây giờ các bạn chú ý vào cái màn hình oscillo này, chúng ta đang có cái xung vuông có chu kỳ xung là tương với điểm B đây này là 20 mili giây này, tương với tần số là 50 Hz này. Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cái chiết áp này để thay đổi cái độ rộng xung này, xem thử cái tốc độ động cơ này nó có thay đổi không. Rồi tôi sẽ tắt cái này đi, tôi sẽ cho nó rộng lớn lên để chúng ta có thể hình dung. Đó, đây là cái độ rộng xung, tôi sẽ cho điểm A là ở 1 mili giây này. À, là 1 mili giây này. Điểm B là khoảng tầm 2 mili giây đi. Rồi, bây giờ tôi sẽ tăng dần cái độ rộng xung lên nhé.
Và anh chú ý. Đó. Khi mà độ rung chung nó đạt 1 mili giây thì động cơ nó bắt đầu quay. Bây giờ tôi thì tăng dần lên. Đó. Khi tôi tăng dần cái độ rung chung lên thì tốc độ động cơ nó cũng tăng theo. Khi tôi tăng đến 2 mili giây thì tốc độ động cơ sẽ đạt cực đại. Nếu tôi có tăng nữa thì động cơ nó cũng không thay đổi tốc độ nữa. Bây giờ tôi sẽ giảm xuống xem sao. Đó. Động cơ nó đang giảm tốc độ. Bây giờ nó giảm nó nhỏ hơn 1 mili giây nên động cơ nó dừng lại. Thì việc điều khiển cái ESC này cũng như điều khiển cái động cơ servo, thì động cơ servo nó cũng điều khiển theo cái nguyên lý này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé.